Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin98, bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví multi-chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X, và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coin98. Cũng có một cái cập nhật liên quan tới Celsius Network, như bạn nào mà còn quan tâm đến cái thông tin này đó, thì một trong những cái điều mà chúng ta đã thấy khi mà một cái công ty nào đó khai bảo vệ phá sản đó, thì tất cả những tài liệu liên quan đến tiền bạc cần phải được công khai. Và cuối cùng đó thì Celsius Network cũng đã công khai chính thức là họ đang có lỗ hổng bao nhiêu. Và trước đây đó các bạn đã nhớ là họ nói họ có lỗ hổng là khoảng 1,2 tỷ, nhưng mà lỗ hổng của họ đó là lên tới 2,8 tỷ lần chứ không phải là 1,2 tỷ đâu. Cái lỗ hổng họ là hơn gấp 2 con số mà họ nói. Và chi tiết hơn đó là trước đây họ nói là họ có 4,3 tỷ tài sản và họ nợ 5,5 tỷ, có nghĩa là họ chỉ có lỗ hổng là 1,2 tỷ mà thôi. Nhưng mà thật sự đó, hôm nay tài liệu cho thấy được là họ có cái nợ là 6,6 tỷ trong khi tài sản chỉ có 3,8 tỷ mà thôi. Và chi tiết hơn đó là họ nói họ có 100.669 BTC được đưa vào Celsius đến từ những nhà đầu tư để mà kiếm lời. Và trong con số đó, họ đã bị làm mất đi 62.853 BTC. Không hiểu là họ làm sao để mất đi, có thể là họ bị margin call, họ bị thanh lý cũng có thể. Nhưng mà điều mà chúng ta biết ở đây là họ bây giờ chỉ còn có 37.926 BTC mà thôi. Và trong con số đó, phần lớn là Wrap BTC. Và chi tiết hơn đó là các bạn sẽ thấy được là họ đã đưa ra một cái bản thống kê này mà được chia sẻ bởi Simon Dixon. Thì các bạn sẽ thấy được đó là có một điều thú vị đó là trong cái cột mà sell này, nghĩa là đại diện cho token Celsius, thì họ nghĩ là họ sẽ bán được cái số lượng token của họ đó trị giá tổng cộng, nếu như mà lấy tài sản trừ đi nợ đó, thì họ nghĩ là họ sẽ có thể có được 438 triệu đô la từ việc bán cái token sell hiện tại với giá là $1. Thì nghe tới đây các bạn thấy được là bây giờ giá của Celsius là hiện giờ là mức là 2.85, thì cao hơn con số $1 mà họ ước tính rất nhiều. Thì có thể là họ có thể kiếm được gấp đôi số tiền này. Có thể cái lỗ hổng nó sẽ được lắp lại thêm một chút nữa, nhưng mà không phải đâu các bạn. Các bạn nên hiểu đó, thứ nhất là hiện bây giờ có một cái hiện tượng gọi là short squeeze, nghĩa là mọi người muốn mua token Celsius để cho những người nào mà đang short cần phải bị thanh lý, dẫn đến gần đây có hiện tượng là token Celsius có sự tăng trưởng. Tuy nhiên hôm nay đã xuống 35%, nhưng mà vẫn cao so với lại các bạn nhìn thấy được là cách đây không lâu giá chỉ có là 2.59 mà thôi. Nhưng mà các bạn nên hiểu ở đây đó là cái số lượng giao dịch không có cao khi mà chúng ta nhìn vào những sàn nào cho giao dịch đồng sell token này của Celsius. Thì chúng ta tính theo volume đi, khối lượng, thì các bạn sẽ thấy được là sàn OKX là chiếm tỷ lệ là 31% với cái volume tổng cộng là 26,7 triệu trong vòng 24 giờ. Cái đó là FTX là 24,5 triệu và thứ ba là DigiFinex tổng cộng là 14,8 triệu. Ba sàn này đó là các bạn thấy được chiếm phần lớn cái phần trăm giao dịch rồi. Sàn kế tiếp là Uniswap chỉ có 3% mà thôi và chỉ có 2,5 triệu giao dịch. Điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó, thì nếu như mà cái khối lượng giao dịch mà nhỏ như vậy mà chúng ta nhìn thấy được là họ muốn bán cái số lượng là 438 triệu lên trên thị trường như là họ nói đó để mà bồi thường, thì giá cả sẽ đi tới đâu? Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Giá này có thể đi xuống dưới $1, xuống nhiều hơn là họ nghĩ. Họ nghĩ là họ sẽ bán với giá $1 được, nhưng mà tôi nghĩ là khả năng đó có thể là không có cao đâu khi mà cái volume giao dịch không có nhiều như là họ nghĩ, nhất là trên thị trường spot. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ nhìn vào những gì họ chia sẻ với Tor đó, thì hiện bây giờ họ nợ tổng cộng là 6,6 tỷ đô la, và nếu các bạn còn tiền trong Celsius thì các bạn cũng được coi như là chủ nợ, nhưng mà họ chỉ còn có 3.8 tỷ. Thì nếu chúng ta nhìn vào con số này đó, 3.8 chia cho 6.6 thì chỉ còn có khoảng chừng 57% tiền mà thôi. Thì có nghĩa là con số mà cao nhất đó, những nạn nhân có thể nhận là được là 57% của cái con số mà các bạn đang bị giam trong Celsius. Đương nhiên con số thực sự sẽ thấp hơn, tại vì khi mà họ ra tòa ra thì họ cũng cần phải trả tiền cho luật sư, trả tiền cho những cái bên liên quan, cho nên con số có thể là dưới 57% này. Nhưng mà ít ra thì những bạn nào mà đang chờ đợi đó thì hy vọng là tòa sẽ xử lý nhanh chóng và các bạn sẽ lấy lại cho dù phân nửa nữa đó thì cũng là đỡ hơn là không lấy được đồng nào. Thường hy vọng là như vậy. Đó là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Celsius. Và nếu như mà các bạn là fan của Cardano đó thì các bạn đang chờ đợi cập nhật Vassel, thì Vassel được cập nhật mà đã bị trì hoãn 2 lần rồi. Đây là cập nhật mà có 4 cái đề xuất để mà cải tiến mạng lưới của Cardano. Thì cái mà chúng nhận được đó là cái lời nói đến từ Charles Hoskinson. Thì Charles nói gì? Charles nói là hiện bây giờ đó những cái thử nghiệm đều rất là tốt hiện tại, nhưng mà vẫn chưa có đưa ra ngày chính thức là khi nào mà có cập nhật Vassel này. Và chúng ta hy vọng là sẽ có trong cái tháng này. Ngày thì vẫn chưa có rõ, nhưng mà hiện bây giờ mọi thứ đều ổn. Thông tin kế tiếp đó là thông tin liên quan tới Galaxy Digital. Thì đây là công ty của Mike Novogratz, là một trong những người mà các bạn nào mà tham gia năm 2017 tới năm 2019 đó, thì Mike Novogratz là một trong những người mà thường hay được phỏng vấn và thường hay chia sẻ cảm nghĩ của mình trên những cái bài báo. Bây giờ là các bạn thấy được là có Anthony Scaramucci, chúng ta có Michael Saylor, nhưng mà trước đây đó là Mike Novogratz. Nhưng mà sau đó thì Mike Novogratz cũng đã im lặng hơn. Và cách đây không lâu đó, năm 2021 thì công ty của Mike Novogratz là Galaxy Digital thì đã đưa ra cái thông báo là muốn mua lại công ty Bitgo. Bitgo là công ty mà lưu trữ tài sản kỹ thuật số cho khách hàng đó, thì họ muốn mua được công ty này rồi sau đó họ sẽ đăng ký để được lên sàn chứng khoán để có cổ phiếu giao dịch giống như là sàn Coinbase. Nhưng mà bây giờ đó công ty Galaxy Digital đó nói là họ sẽ không tiếp tục thu mua công ty Bitgo nữa. Lý do là tại vì công ty Bitgo này đã không có giao tài liệu kiểm toán cho họ, họ đã đòi hỏi nhưng mà không giao ra, cho nên coi như đã phạm cái hợp đồng và họ sẽ không tiếp tục thu mua. Đó là cái lời phát biểu đến từ Galaxy Digital. Còn về việc là công ty Galaxy Digital có lên sàn chứng khoán hay là không, họ nói là họ vẫn sẽ tiếp tục tiến tới con đường đó và họ muốn được có cổ phần giao dịch trên sàn Nasdaq. Thật ra đối với một công ty đó, ngoại trừ được các bạn cần tiền hay là các bạn là một công ty mà các bạn chỉ có thể kiếm được tiền nếu như các bạn là founder hay là đội phát triển, khi mà công ty đi sàn chứng khoán để các bạn có thể bán cổ phiếu mà thôi. Thì đó là những cái lý do mà một công ty muốn lên sàn chứng khoán, chứ một công ty bình thường nếu như mà thu nhập tốt đó thì họ cũng không có muốn lên sàn chứng khoán đâu. Đó là lý do tại sao mà nhiều công ty đó họ tiếp tục là một công ty tư nhân mà không có lên trên chợ, tại vì khi mà lên chứng khoán rồi đó thì ngoài việc là các bạn phải vận hành công ty ra, các bạn còn phải có trách nhiệm với rất nhiều những cái cổ đông và cần phải quan tâm đến cổ phiếu của mình lên hay xuống, thì điều này sẽ làm phân tâm cái việc là vận hành công ty. Đó là cái chia sẻ cá nhân của Thuận mà thôi. Cho nên một công ty đó lên sàn chứng khoán thì đương nhiên đó là một bước ngoặt tốt đối với một công ty, nhưng mà cũng không hẳn là một cái bước đi đúng cho tất cả công ty đâu. Và hiện bây giờ thì vẫn còn nhiều cái sự tranh cãi liên quan tới Tornado Cash. Thì các bạn có thể biết là chuyện gì xảy ra rồi. Tornado Cash là cái nơi mà các bạn gửi tiền tới rồi họ sẽ trộn lẫn tất cả giao dịch với nhau rồi sau đó gửi qua cái nơi các bạn cần mà không ai có thể là điều tra được là từ đâu đến đâu. Thì cái ứng dụng Tornado Cash này ở trên mạng lưới của Ether đó thì đã bị cấm bởi chính phủ của Hoa Kỳ. Thì mới đầu đó Thuần cũng không có nghĩ ra đây là thông tin lớn lắm đâu các bạn, nhưng mà đây trở thành một thông tin rất là lớn. và thông tin mới nhất đó chúng ta cũng đã nhận được là ngày thứ 6 đó thì ở Netherlands đã có một cái developer bị bắt vì cung cấp mã nguồn cho Tornado Cash. Thì Thuận không có rõ, tại vì nhìn bài viết đó chúng ta không có rõ là người này bị bắt tại vì người này đó là giúp đỡ để mà sáng lập ra Tornado Cash, hay là người này bị bắt tại vì có bằng chứng là người này tham gia vào những cái thương vụ rửa tiền thông qua Tornado Cash. Đó là điều mà không có rõ của những bài viết liên quan tới cái người mà bị bắt của Tornado Cash. Nếu như là một người nào đó đó chỉ vì là họ tạo ra một ứng dụng phi tập trung, ứng dụng phi tập trung đó dùng để mà rửa tiền, thì cái người đó có trách nhiệm hay là không, có phải là chịu hình phạt đối với pháp lý hay không, đó là câu hỏi mà bây giờ nhiều người đang tranh cãi hiện tại. Nhưng mà Kevin O'Leary đó là một trong những người ở chương trình Shark Tank mà nhiều bạn biết tới với cái tên là Mr. Wonderful. Thì Kevin O'Leary cũng đã lên trên Crypto Banter, cũng là một trong những YouTube về crypto. Thì trong cuộc phỏng vấn đó thì Kevin O'Leary nói là việc mà Tornado Cash bị cấm đó thì đó là việc tốt, có thể thu hút thêm nhiều những công ty tham gia vào thị trường này khi mà họ biết là không còn những cái ứng dụng như là Tornado Cash nữa. Nhưng mà có một điều mà Thuận không có đồng ý lắm về lời nói của Mr. Wonderful, đó chính là ông ta nói là cái người bị bắt đó thì đó là việc cần thiết, tại vì chúng ta cần một người nào đó để mà chịu trách nhiệm cho việc này, chúng ta cần một giống như con cừu để mà thấy thân vậy đó. Thì đó là lời nói của Mr. Wonderful. Thì điều này làm Thuận nhớ tới một người, đó chính là Ross Ulbricht. Thì các bạn hãy nhớ là Ross Ulbricht là người mà sáng tạo ra Silk Road, là một cái website mà các bạn có thể mua những hàng cấm trước đây đó sử dụng BTC. Và người này đó đã bị bắt vào năm 2013. Tuy là Ross Ulbricht chưa bao giờ là cung cấp hàng cấm hay là nhận tiền để mua hàng cấm, nhưng mà trang web của Ross Ulbricht, trang web này là một trang web mà cho người khác đăng hàng lên để mà bán, và Ross Ulbricht chỉ là người vận hành website mà thôi, chứ không phải đụng đến những thương vụ này. Nhưng mà cuối cùng ra thì cũng đã bị bắt và đã bị một cái tội rất là lớn, đó chính là cái tội chung thân. Các bạn thấy được đây là một người mà rất trẻ tuổi mà đã bị tội chung thân rồi tại Hoa Kỳ. Thì nhiều người cho là việc chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp nhận BTC, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận được sử dụng những mạng lưới phi tập trung để làm những việc mà trái với lệ luật của Hoa Kỳ. Nhưng mà đó là một bên. Bên kia đó thì để nói là những việc làm của chính phủ Hoa Kỳ đó có thể là vi phạm tới quyền tự do ngôn luận, tại vì có thể là mã nguồn đó được bảo vệ với quyền tự do ngôn luận, và bây giờ là chính phủ Hoa Kỳ muốn cấm luôn cả mã nguồn. Và Coin Center đó là nơi mà phát triển crypto, và thường ở Washington DC đó để có thể là nói chuyện với những nghị sĩ làm sao để ủng hộ thị crypto này. Thì Coin Center đó là muốn có thể là kiện Bộ Tài chính của Hoa Kỳ về cái quyết định là cấm Tornado Cash, tại vì Coin Center nói đó là không giống như trước đây. Trước đây đây cũng đã có một số lần đó là chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh cấm nhiều tương tự giống như là blender.io, nhưng mà Tornado Cash thì rất khác, tại vì blender.io là thực sự có một công ty đứng sau lưng, nhưng mà Tornado Cash là một cái ứng dụng hoàn toàn phi tập trung, ai cũng có thể là cung cấp mã nguồn, ai cũng có thể là sử dụng được, và người ta có thể sử dụng vì nhiều lý do, chứ không hẳn là tất cả đều là lý do xấu đâu. Và nếu như mà nói cấm đó thì quyền lực sẽ ngưng ở đâu? Tại vì nếu nói là Tornado Cash dùng để làm những việc phạm pháp cho nên là chính Hoa Kỳ ra lệnh cấm, thì nếu chúng ta nói như vậy đó, thì có thể là chúng ta cấm luôn tiền mặt, tại vì tiền mặt cũng có thể dùng để mà làm những chuyện phạm pháp. 100 đô trong túi các bạn có biết 100 đô đó đến từ đâu hay không? Người nào đã sử dụng trước các bạn và họ dùng để làm những chuyện gì các bạn hoàn toàn không biết được. Hay là chúng ta nói tới dao đi, thì dao đi các bạn có thể dùng để mà cắt thịt, các bạn có thể dùng để mà nấu ăn, nhưng mà dao cũng có thể dùng để làm những chuyện phạm pháp. Thì có phải là chúng ta lại cấm luôn cả dao hay là không? Hay là chúng ta hãy cấm luôn nước ngọt đi, tại vì nước ngọt cũng có thể gây ra nhiều cái sự việc đáng tiếc. Người ta uống nước ngọt, người ta bị béo phì, hay là người ta uống nước ngọt, người ta bị những cái bệnh rồi có thể là dẫn đến nhiều tai hại. Thì có phải là chúng ta nên cấm luôn nước ngọt hay không? Có thể các bạn cảm thấy là những video này mắc cười, nhưng mà thật ra ra nước ngọt cũng đã có một lần, chính là Michael Bloomberg đó, đã có đưa ra một cái dư lực là muốn cấm nước ngọt, nhưng mà cuối cùng thì nước ngọt đã không bị cấm ở Hoa Kỳ. Họ muốn cấm nước ngọt ở New York, những ai mà bán nước ngọt trên 16 ounce một cái ly bình thường thì sẽ phạm luật, nhưng mà cuối cùng dư luận này cũng đã không được thông qua. Nhưng mà điều mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là hai bên đó, thì mỗi bên đều có lý riêng của họ về tại sao nên hay là không nên cấm Tornado Cash. Điều thật sự đã xảy ra đó là đã có người bị bắt về Tornado Cash, và chúng ta cũng thấy được là bên dưới này đó thì Discord channel của Tornado Cash cũng đã ngưng hoạt động, và cây DAO của Tornado Cash cũng đã ngưng hoạt động luôn. GitHub thì cũng đã bị cấm rồi, có nghĩa là không thể truy cập vào GitHub để mà cung cấp thêm nguồn cho Tornado Cash nữa. Thì dự án này đó có phải sẽ hoàn toàn biến mất hay không thì cái đó thường không biết, nhưng mà rất rõ ràng là cái luật này đã khiến cho nhiều người khá là sợ hãi, tại vì các bạn thì là chính phủ Hoa Kỳ đã không có dẫn chơi về cái luật này. Nếu các bạn hỏi quan điểm của Thuận đó, thì Thuận chỉ là nhà đầu tư mà thôi, chứ không có phải là một cái lý tưởng gia hay là đứng lên đấu tranh về một cái lý tưởng nào hết. Thuận chỉ là nhà đầu tư cũng giống như nhiều bạn. Nhưng mà Thuận đó thì nghĩ nếu chúng ta nhìn vào Internet đi, thì Internet đã được chấp nhận rộng rãi và cũng được chính phủ khắp nơi chấp nhận, nhưng mà khắp nơi đó thì chấp nhận với một cái điều kiện giống như Hoa Kỳ cũng như vậy, những nơi khác cũng như vậy, các bạn có thể dùng Internet hàng ngày. Nhưng mà các bạn nếu như dùng Internet làm chuyện phạm pháp đó thì hoàn toàn có thể là gặp vấn đề với lại pháp lý. Cho nên Thuận cảm thấy được là một cái mã nguồn mở như là Tornado Cash cũng như vậy. Chính Hoa Kỳ có thể chấp nhận BTC, có thể chấp nhận Ethereum, nhưng mà nếu nói là chấp nhận Tornado Cash thì hai cái đó rất là khác nhau, không có giống nhau được. Đó là chuyện cá nhân của Thuận mà thôi. Và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Do Kwon. Là rất lâu rồi chúng ta không nói tới Do Kwon và Terra Luna, tại vì gần đây chúng ta chỉ nghe nói thông tin liên quan tới là Hàn Quốc bắt đầu điều tra, nhưng mà chưa có thông tin gì trực tiếp và chính thức đến từ Hàn Quốc hết. Nhưng mà Do Kwon sau một thời gian im lặng thì cuối cùng đã chấp nhận một cái cuộc phỏng vấn. Nhưng mà cái điều thú vị đó là Do Kwon chấp nhận cuộc phỏng vấn với lại một cái đơn vị. Đơn vị này đó không phải là Forbes hay là không phải là Bloomberg mà là Coinage. Mà cái đơn vị này đó thì cũng đang muốn bán cái NFT, thì cũng không hiểu là chuyện đang xảy ra tại sao lại Coinage lại là người mà phỏng vấn Do Kwon. Và cái bài phỏng vấn này đó là bài phỏng vấn cũng đã được đăng một phần ở trên YouTube. Các bạn đã thấy được là tổng cộng là có 29 phút. Nhưng mà để là phần 00 thì không phải là có phần 1 hay là phần 2 hay không thì cũng không có rành. Tóm lại đó là nếu các bạn muốn xem nguyên một cái văn bản phỏng vấn này đó, thì các bạn cần phải lên trên cái trang Coinage.media rồi các bạn cần phải link cái ví các bạn để mà xem. Thật ra Thuận không có làm những chuyện này, Thuận chỉ nghe một phần của cái bài phỏng vấn này mà thôi. Thì nói chung Do Kwon cũng có nhiều điều muốn chia sẻ và phần lớn những điều các bạn cũng đã biết rồi, chuyện gì xảy ra với lại Luna rồi UST. Thì có một số điều mà mới đây Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là đầu tiên hết thì Do Kwon nói là cái lúc mà xảy ra sự cố đó, cái lần đầu tiên mà phát hiện là có một số lượng lớn đồng UST Thuận nhớ là được bán ở trên Curve Finance đó, thì lúc đó là cái lúc mà Do Kwon đang đi công tác và những người khác có chức vụ ở trong Terraform Labs đó, thì lúc đó cũng không có mặt ở đó và họ cũng đi du lịch hay đi công tác gì đó, Do Kwon không nói rõ. Nhưng mà đây có phải là sự trùng hợp hay là không thì Do Kwon nghĩ là không phải, có thể là ai đó trong nội bộ cố tình làm cái chuyện này, ai đó trong nội bộ đó cố tình đẩy cái giá của UST để cho nó đi peg, sau đó đó lại dẫn đến cái sự kiện các bạn biết rồi, Luna được in ra, dẫn đến là giá cả đi xuống rất là nhanh. Thì Do Kwon ý nói đây là có ai đã cố tình làm như vậy. Và thêm vào đó đó là sau khi mà sự kiện xảy ra thì Do Kwon đã nhanh chóng ra quyết định là bán hết tất cả BTC và những tài sản mà Terraform có để cứu vãn tình hình, nhưng mà đã không còn kịp nữa. Trong cái lúc mà đã hết tiền rồi đó thì Do Kwon cũng đã nói chuyện với rất nhiều những cái người đầu tư, kêu gọi họ cung cấp tiền để mà hỗ trợ hệ thống của UST và Luna và hứa hẹn là sẽ bán đồng Luna với họ với cái giá rẻ. Nhưng mà đã quá trễ rồi, tại vì lúc đó các bạn đã thấy được là có rất nhiều đồng Luna được in ra thông qua cái giao thức của Luna và UST, dẫn đến là đương nhiên không có ai muốn đưa tiền cho Do Kwon để mua Luna với giá rẻ trong khi mà giá thị trường còn rẻ hơn nữa. Thì đó là cái kết quả của cái sự kiện Luna và UST. Và đương nhiên người này phỏng vấn cũng nói là Do Kwon có phải lúc đó đó đã quá, giống như bạn nói đó, là không có kiêng nể ai, hơi láo cá một chút hay là không. Thì Do Kwon nói là đúng là nhận ra là lúc đó đó, những lúc mà thị trường tốt, những lúc mà mọi thứ đều tốt thì Do Kwon đã để cho cái sự thành công đó dẫn đến là mình đã có những cái lời nói và cử chỉ đó không có được trưởng thành và cũng rất hối hận về điều đó. Đó là những gì mình thường nhận được từ cái bài phỏng vấn này, cũng không gì gọi là mới hết. Nhưng mà cuối cùng thì Do Kwon cũng đã lên tiếng. Hiện bây giờ Do Kwon đang ở đâu thì Do Kwon nói hiện bây giờ vẫn đang ở Singapore. Và tại sao không về Hàn Quốc? Tại vì Do Kwon nói là hiện bây giờ vẫn đang rất là căng, không phải là sợ chính phủ Hàn Quốc, tại vì chính phủ Hàn Quốc cho tới bây giờ vẫn chưa có đòi hỏi Do Kwon trở về Hàn Quốc, họ chỉ điều tra mà thôi. Nhưng mà Do Kwon nói là ở Singapore để cho an toàn hơn, tại vì cũng có nhiều người có thể là thua lỗ, họ có thể là có những cái quyết định xấu cho nên không muốn về Hàn Quốc. Nhưng mà các bạn cũng đã biết là ngoại trừ Do Kwon ra thì những người khác, những người mà lãnh đạo của Terraform Labs cùng với lại co-founder đó chính là, tôi nhớ là Daniel Shin, thì cũng đã bị điều tra và nhiều người cũng đã bị cảnh sát tới nhà để mà lục lạo tìm chứng cứ. Thì Do Kwon bây giờ vẫn đang ở Singapore hiện tại, khi nào mới về Hàn Quốc thì Do Kwon nói là không có ý định hiện bây giờ. Và đương nhiên người phỏng vấn đó hỏi có phải là Do Kwon là Elizabeth Holmes của crypto hay không, thì Do Kwon nói là không phải. Thì những người nào mà không rành thì Elizabeth Holmes là người mà đứng đầu của công ty gọi là Theranos. Thì Theranos là một cái công ty mà họ nói họ phát minh vào một cái máy. Cái máy này là chỉ cần là một chút xíu máu thôi là có thể là xác minh và thử máu được cho người ta, mà không cần phải lấy nhiều máu như là bây giờ các bạn thấy được. Bây giờ đó thử máu là phải lấy rất nhiều máu. Thì Elizabeth Holmes nói là cái máy của công ty Theranos chỉ cần một chút xíu máu thôi là được rồi. Thì đương nhiên cái máy này là cái máy không hoạt động được, như là Elizabeth Holmes nói cái máy này đó là hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng mà Elizabeth Holmes vẫn tiếp tục che đậy và lừa đảo nhà đầu tư, cho nên cuối cùng nó cũng đã bị bắt và đã bị vô tù. Do Kwon nói là Do Kwon không phải là Elizabeth Holmes, tại vì Do Kwon thì lúc đó vẫn nghĩ là cái giao thức của Luna và UST là một giao thức hoạt động được, chứ không phải là biết hoạt động không được mà vẫn nói là hoạt động được. Nhưng mà cuối cùng kết quả thì đáng tiếc mà thôi, Do Kwon đã thất bại trong việc tạo ra một đồng ổn định giao thức. Một số những thông tin ngắn khác thì muốn chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn cũng đã biết về thông tin là Acala đã bị tấn công, và sau khi bị tấn công đó thì Acala có một cái đồng ổn định giao thức đã bị min ra, đã bị in ra thêm 1,2 tỷ đô la, dẫn đến là có một thời gian ngắn đã mất peg và đồng ổn định này đó đã giảm xuống còn có 0.01 đô la mà thôi, còn có 1 cent, nhưng mà sau đó nó đã hồi phục lại. Thì bây giờ đó thì đồng Acala dollar này là đồng đã trở về mức là 94 cent. Và đây là một cái dự án trên nền tảng của Polkadot. Hiểu đơn giản là đây là một cái blockchain, nhưng mà blockchain này đó là chạy trên blockchain của Polkadot. Tại vì cái hoạt động của Polkadot như bạn cũng đã hiểu rồi, có main chain và relay chain. Thì Acala là một trong những cái dự án của hệ sinh thái đó. Và bây giờ đây thì có nhiều người đặt câu hỏi là sau khi mà có hiện tượng này đó thì Acala nói là họ đã đóng băng một số những cái động thái in thêm token để mà có thể bảo vệ được mạng lưới. Thì nhiều người nói là nếu như mà đội Acala có thể đóng băng cái giao thức mà tạo token thì có phải là đây là một dự án tập trung hay là phi tập trung. Đó là những cái tài liệu mới nhất liên quan tới Acala mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thêm vào đó chúng ta có thông tin về Canada. Thì các bạn đã biết là Canada gần đây đã hầu như là họ không cho phép hoạt động ở Ontario hết. Các bạn đã nhớ là Bybit thì cũng đã ngưng hoạt động ở Ontario. Và ngày hôm nay chúng ta nhận được thông tin là cái sàn Crypto.com nói là họ đã bắt đầu đăng ký để có thể được giấy phép hoạt động ở Ontario, Canada. Có được cấp giấy phép không chúng ta vẫn chưa biết bây giờ. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng có thông tin là sàn Binance đã nhận được cái giấy phép hoạt động để mà cung cấp dịch vụ crypto ở Kazakhstan. Đó là thông tin đến từ CZ. Và cũng liên quan tới Binance thì bây giờ có một cái drama. Thường cũng không muốn theo dõi nhiều nhưng mà thường có đọc sơ qua ngày hôm nay là liên quan đến giữa sàn Binance và sàn WazirX là một trong những cái sàn ở Ấn Độ. Thì theo thường hiểu đó là trước đây sàn Binance năm 2019 nói là họ đã thành công thu mua sàn WazirX của Ấn Độ. Nhưng mà sau đó đó thì sàn Binance bây giờ đã nói là cái thông tin đó cuối cùng đã không thành công để mà thu mua lại sàn WazirX này. Có nghĩa là họ có ý định thu mua nhưng mà đã không thành công. Nhưng mà có nhiều người đó thì lại phản biện lại nói là không đâu, đã thành công rồi. Và cái deal này nó hơi phức tạp một chút. Giống như là được chia sẻ đó là sàn Binance sẽ mua lại công nghệ của WazirX, thì coi như công nghệ đó là thuộc quyền sở hữu của Binance. Nhưng mà WazirX thì lại có một cái công ty mẹ là công ty Gemini Labs. Thì công ty này đó là công ty mà cung cấp dịch vụ crypto. Thì Gemini Labs sử dụng bản quyền của sàn Binance mà cung cấp dịch vụ ở Ấn Độ. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì sàn WazirX đang bị điều tra bởi Ấn Độ và nói là đây là một trong những cái dịch vụ mà có thể tham gia vào rửa tiền. Cho nên đây có khả năng tại sao mà sàn Binance nói là không liên quan tới WazirX. Và cách đây không bao lâu đó, ngày 11 tháng 8 đó thì sàn Binance đã ra quyết định là họ sẽ ngưng cung cấp dịch vụ cho cái cầu nối giữa WazirX và sàn Binance. Thì cái bài viết này nói là cái sự dao động cuối tuần qua đó có thể là đến từ việc drama giữa Binance và WazirX, dẫn đến là nhiều nhà đầu tư ở Ấn Độ đó họ lo sợ cho nên họ bán crypto của mình. Tony không có thấy được là họ đưa nhiều dẫn chứng về cái sự kiện này, nhưng mà đây cũng là một cái tài liệu mà nhiều người nói tới, cho nên Thuận muốn nói sơ qua để các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Binance và WazirX. Và cái thông tin cuối cùng là thông tin liên quan tới một ngân hàng crypto mà chúng ta nói tới trước đây, đó là ngân hàng Revolut. Đây là cái ngân hàng ở nước Anh và thông tin đó là họ đã nhận được giấy phép hoạt động ở Cyprus, và giấy phép này đó sẽ giúp cho họ cung cấp dịch vụ cho 17 triệu khách hàng ở châu Âu. Thì Cyprus là ở đâu? Thì những mà nào mà xem bản đồ đó thì các bạn thấy được Cyprus là một cái đảo nằm bên ngoài Turkey, Lebanon. Và nếu các bạn nhìn vào châu Âu đó thì Cyprus nằm ở đây, như mà nhìn thấy trên màn hình, ở đây là Ý, Monaco nằm ở đây, các bạn có được Switzerland, nước Pháp, Tây Ban Nha. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay là một cái video cũng khá là dài và nó cũng không muốn theo một cái chủ đề nào chính, có rất nhiều những cái thông tin rải rác khắp nơi, cho nên Thuận làm video hôm nay nó cũng không có được trôi chảy lắm, nhưng mà Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để có thể nhận được những cái ưu đãi như là bonus, hay là các bạn có thể được giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những sàn như là Binance và những dịch vụ khác như là bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay, và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta...